cho tăng nhân mới thay cho McDonald's. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới cũng phải rất vất vả. Timothy cho biết, từ Starbucks có nguồn lực và cơ sở sản xuất riêng, Starbucks Coffee hiện phải tìm nhà cung cấp mới. Theo ông Minsky, Starbucks Coffee nhập khẩu cà phê hạt từ châu Mỹ Latin và châu Phi với các nhà cung cấp các mặt hàng khác có trụ sở tại Nga. Ông nói, chúng tôi vừa tìm được các nhà cung cấp khác, tìm được các đơn vị rang xay phù hợp, và bởi vì các nhân viên pha chế đã trộn tất cả một cách chính xác, nên chúng tôi có một sản phẩm mà chúng tôi nghĩ là sẽ có tính cạnh tranh. Trong khoảng 15 năm kinh doanh tại Nga, Starbucks mở 130 cửa hàng, tuyển dụng 2.000 nhân viên. Thương hiệu cà phê Mỹ từ chối bình luận, nhưng nhắc lại một thông báo trước đây nói rằng hãng đã quyết định rời thị trường Nga và thương hiệu này không còn có mặt tại đây. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 21 tháng 8 của Báo Thanh Niên cũng đã hết. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếng ở chung mình. Tập ai hình tiếng rồi.